Hello, chào mọi người, chào mừng quay trở lại với One Shot. Và đây chính là cái hình ảnh đầu tiên mà mình nhìn thấy lại sau khi quay lại cái game này. Mình không hiểu sao nó lại như vậy, nhưng ok. Ta vào game nào. Tại sao em lại ở đồng cỏ mênh mông thế này? Alo, ôi trời sáng thế. Đây không phải nơi này rồi. Ô, nó vừa ngủ dậy, chắc đêm mơ. Ok, mình vẫn ở đây, chào bạn. Phải. À, mình tỉnh dậy rồi. Mình vừa có một giấc mơ. Mình đã thấy thật à? Wow, mình cứ tưởng là mình đã thực sự về nhà. Mặt trời thế giới bên kia của mình không phải là một cái bóng đèn, nó là quả cầu lửa khổng lồ ở trên trời. Mình không nghĩ là mình có thể cầm nó như là mặt trời như ở thế giới của bạn. Mình ở thế giới khác khác quá hả? Mình không sống ở đây thật sao? À, chắc là vậy rồi. Nếu bạn là chủ ở nơi này, vậy thì bạn không nhất thiết phải ở đó. Thế giới của bạn có tên là gì? Trái đất. Trái đất giống như cái thứ ở dưới chân của chúng ta phải không? Khoan, bay có sống dưới lòng đất không? Không. À, mình cũng vậy, nhưng mấy con chuột thì sống dưới đó. Thế giới của bạn có mặt trời chứ? À, nó cũng là một quả cầu lửa thật sao? Wow, bạn có thể cầm nó chứ? Đó là một câu hỏi ngốc nghếch lắm phải không? Mặt trời ở thế giới mình rất là sáng và ấm nữa, thấy rồi đúng không? Nhưng đôi lúc nó bỏ đi ở buổi tối, mọi thứ trở nên tối tăm như thế giới này vậy. Như vậy cũng không sao, bởi vì nó luôn trở lại vào ngày hôm sau. Như vậy là tốt là nhỉ, phải không? Mình đang cuồng thân thiết với con này. Thế giới của mình cũng vậy à? Nó ngủ ở buổi tối chứ. Mình thường đi ngủ ở lúc đó. Nhưng một số thể thức đêm và sử dụng máy tính. Không phải là mình nhá, mình thề mình chưa bao giờ thức đêm để mình chơi game cả. Ôi, mình đau mắt quá, buồn ngủ quá. Không có gì cả, mình vẫn bình thường. Mình đâu cần phải giải thích cái đó nhỉ. Ở thế giới này có rất là nhiều máy tính mà. Giờ thì chúng ta nên tiếp tục thôi. Nhớ đâu, lúc trước là bây giờ mình phải chạy xuống để tìm mấy con kỹ sư trưởng đúng không? Mình nhớ không nhầm thì mình phải đi tìm con đấy. Ê da, khá là mệt. Bởi vì đi từ đây ra đấy cũng là quãng đường khá là dài. Mệt vậy. Game này nhiều lúc nó cho mình những cái thứ mà mình muốn. Kệ đi. Trong thế giới này cũng có một cái giải đố khá là rộng. Cái giải đố nó khá là rộng. Hoặc là một trong số những game mà cái khoảng không thì giải đố của nó rộng nhất mình từng chơi đến giờ. Nó cả một cái vùng không gian rộng lớn thế này. Kiểu nếu mà bạn quên mất là mình không làm đủ gì đâu, mà lại phải chạy ra đây mà lấy lại cái đồ của mình, nhưng bạn được đi tiếp. Chả mệt lắm à. Cũng cái hay của nó. Bởi vì thực sự cái game này rất là hay. Bởi dù cái đồ họa của nó không đẹp lắm, không thể nào vi diệu như là Pocket Mirror hay là anh chưa update được, không thể đồ họa vi diệu được. Đó, mình nhầm đường rồi đúng không? Thế là mình phải đi sang bên kia chứ. Đúng không nhỉ? Chắc là mình nhầm đường rồi. Mình thật. Sao là mình lại có thể nhầm đường được chứ? Chơi game này suốt rồi mà. Đúng hẳn là suốt nhưng mà không nên nhầm một cái vớ vẩn. Ê, con robot này hoạt động lại được chưa? Ô, chào. Xin chào con người nhỏ bé. Bạn có to hơn tôi lắm đâu. Chào mừng đến với đài quan sát. Phía dưới chúng ta là khu hầm mỏ cũ. Kỹ sư trưởng có một phía đông của nơi này. Nếu mà khu hầm mỏ làm sao hơn ở phía đông? Tôi hiểu rồi. Cứ tưởng thằng này được bao bọc bởi hoa, nó sẽ có một cuộc đời tốt hơn một chút nhưng mà. Ok, xin lỗi một lần nữa. Em mới thấy có một con robot có thể dẫn em đến tòa tháp. Nhưng nó gặp một vấn đề. Bây giờ nhờ em nói chuyện với chị. Được rồi, với vấn đề đó là gì? Nó nói về cái bộ phận định vị bị hỏng nặng. Chỉ có bộ phận định vị thôi phải không? Đúng vậy. Đã sửa tất cả thứ khác, em nghĩ vậy. Chỉ có một thứ có thể giúp em. Robot lái đò có một kỹ năng là dò tìm vật liệu từ nguồn gốc của nó. Nếu em cho nó một thứ này về để chúng ta tìm, nó sẽ được kích hoạt. Cái gì đây? Tại sao là cỏ ba lá? Một cái dịch thật đẹp. Nó làm bằng gì vậy? Hổ phách ở vùng thung lũng. Thế là cái thứ bên trong hổ phách. Cỏ ba lá đen à? Nó là loại cây phổ biến ở thế giới bọn chị. Nó còn là... Ai, chị không chắc là chị có thể được ra thứ này hay không. Chị của chị nói là được, nhưng chị vẫn cảm thấy mâu thuẫn. Không
không gì đâu. Em cần phải hoàn thành nhiệm vụ của em. Hơn là việc chữ thứ này là vật lưu niệm. Cầm lấy. Ồ, cảm ơn chị. Chắc là cái này là do trước khi em đi, liệu có việc gì em có thể giúp để trả ơn không? Dạ thì em có biết chơi cờ vua không? Dạ biết. Giờ thì sơ sơ. Em thường chơi cờ vua với những đứa trẻ lớn tuổi hơn em. Vậy thì em sẽ chơi với chị chứ. Nghĩa là em không biết rõ luật cho lắm, nhưng nó đây là việc ít nhất có thể làm. Ok. Chị chơi khá là giỏi đấy. Cảm ơn. Nó đã được lập trình mà. À, vậy cảm giác như thế nào khi là một con robot đấy? Em nói chuyện như con robot khác và chúng vừa nói về những cái thứ liên quan đến lập trình hay đạo lại thế. Ngay cả chị cũng vừa nói đó. Nhưng khi là anh cảm thấy khó hiểu, chị biết phần lớn những con robot đây chưa được thuần hóa. Thuần hóa? Coi chừng tiêu con tượng mình rồi. Con tượng là con đi chéo. Sự thuần hóa rất phức tạp. Ồ, chính xác là phức tạp như thế nào? Một con tượng thứ hai rồi. Chứ có thể diễn tả chính xác một con robot thuần hóa là như thế nào, nhưng chị là một trong số đó. Tất cả những con robot thuần hóa khác đã được tới những khu vực khác. Chắc thì ở đâu chị không biết. Ồ, con ngựa nhỏ bé cùng mình còn mã. Phải rồi. Ồ, chị có từng đến những khu vực khác chưa? Em có nói là còn hai khu vực nữa. Ở quá khứ thì có. Chị vẫn có dữ liệu, những địa điểm, những hồi ức. Chị không biết có bao nhiêu trong đó là còn thật hay không nữa. Thế giới bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Vì mặt trời bị mất à? Không, chị đã nói rồi có đúng không? Có thể mặt trời sẽ không cứu thế giới này. Sự suy sụt bắt đầu ngay cả khi trước khi mặt trời biến mất. Sự biến mất của mặt trời chỉ là điểm bùng phát mà thôi, và mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ cách nhanh chóng kể từ lúc đó. Ồ, vậy em không thể làm gì nữa. Chiếu cái gì? Là thế nào con đau của chị ở đó? Điều duy nhất của em có thể hoàn thành là cuộc hành trình của mình. Theo một cách nào đó, em chỉ là cơ hội thứ hai cho mọi người mà thôi, cũng như Hoàng Mà chỉ là cơ hội thứ hai cho chị mà thôi. Không có sự đảm bảo rằng mọi thứ sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng chiếu hết. Được rồi, chị đã nghĩ em ở đây đủ lâu rồi. Cảm ơn vì em vì đã lắng nghe. Chị mong là em sẽ trở về nhà an toàn. À, cảm ơn chị. Ok. Sao mình không được chơi? Mình chơi cờ vua tôi lắm chứ bộ. Đi cái này tôi chết. Wait what? Ok. Cái thì bình thường rồi. Vậy là mình được cái dây chuyền. Dây chuyền này mình đoán là của cái thằng nào đó tặng cho cái con này. Cái thằng mà nhắc đấy trong mấy quyển nhật ký ấy, của nó ấy, nhưng mà nên nó mới quyến luyến không dám rời đi hiểu không? Nhưng mà rất tiếc là nó là robot nên chỉ thế thôi. Chả hy vọng nhiều con robot là nó cảm tình con người. Oh shit. Gì vậy? Ok. Sao mình cảm thấy giật giật nhỉ? Sao chơi game này máy mình còn thể giật được? À! Sao phải mua máy mới rồi? Chả là tệ hại. Thế tôi sẽ đi về đâu? Đời mình sẽ đi về đâu trong cái chung gai này? Hello anh robot khổng lồ. Anh cùng một tay rồi nhưng mà anh không làm gì được đâu. Có phải thế giới hoang mạc nhiều con robot hoạt động lại nhìn có vẻ tươi sáng hơn một chút, nhưng mà nhưng vẫn còn hai khu vực mình chưa đến nên mình không thể nói trước được cái gì cả. Sao mình nghĩ là con này là mèo thật đi. Anh nhìn đi, mặt nó khác gì con mèo. Hai cái mắt, hai cái tai với cả hai cái ria kìa. Nhìn đi, có gì mèo không? Tại sao nó không phải là mèo nhỉ? Thực ra thì mình rất là thích Neko nhá. Thích giá ma luôn ý. Kiểu ok thôi, vào việc chính á. Bạn nói chuyện với kỹ sư trưởng chưa? Cô ấy sống gần lối mà mọ. Mình có cái hổ phách. Oh, đây là hổ phách được hổ phách hay hổ phách ấy. Mình không biết từ hổ phách nhưng mình chỉ biết từ hổ phách thôi. Lấy từ thung lũng. Tôi nhớ ra rồi. Kích hoạt hệ thống do tìm. Thế là hành trình. Khoan, con thuyền này đã quá trọng tải tối đa. Bạn cần phải bỏ lại một số món đồ của bạn. Đấy, tôi không nghĩ tôi cần cái xà beng nữa. Hay là cái mặt nạ và găng tay này. Ok, tạm biệt. Vậy vậy được rồi, chúng ta đi nào. Cái xà beng có thể dùng để đập người mà. À đâu, người làm gì còn nữa đâu. Đập robot thì đúng hơn. Chúng ta lướt. Lướt.
Là sao mặt con này lại? Anh cảm giác như là đang có gì đó nó sắp đuổi theo nơi đấy. Không nghĩ game này có gì ở jump scare đâu, nhưng mà đây là điểm rừng của bạn thung lũng, cảm ơn. Ở phía bắc sẽ có một ngôi làng đó, tất cả những gì tôi biết. Ồ, vậy là tốt rồi, tạm biệt, chúc cho nhiệm vụ của bạn thành công mỹ mãn. Mà giờ đi à? Phải, thế phải quay trở lại bến của tôi, nhưng bạn sẽ là cô đơn mất. Không sao đâu, tôi chưa từng được thuần, tôi chưa được thuần hóa mà. Sao thuần hóa này nè? Ủa, sao mình đi ở đấy? Wait, mình tưởng đây là nước mà. Game lỗi hay là... hay là mình tưởng... Wait. What? Tại sao? Môi trường màu xanh. Sao mình lại... đi được ra... biển? Hello? Game? Có vấn đề à? Không hề nhẹ đâu. Có cái gì đây? Ok, một thế giới mới. Tại sao nhiều hình ảnh thế? Suốt lúc bể hoang mạc đâu có mấy cái hình ảnh như này đâu, mà sao bây giờ nhiều cái hình ảnh vi diệu thế, toàn ảnh động này, đẹp dã man. Sao cái đồ họa nó không đẹp như ảnh nhỉ? Đi xuống này. Ok, toàn cỏ 3 lá, có cỏ 4 lá nào không? Nhiều vỏ cua ở bên trong, chứa đầy những con cá khô. Trong này có một đống đầu cá. Ồ, cái gì kia? Mình có bị giết không? Hay đi chuyển người câu cá thôi. Vẫn chưa cắn câu. Ok, đi chuyển người câu cá. Xin chào, tôi là mừng PC, không thể tiếp cận được. Mình vừa tiếp cận nó xong mà. Xong mình có thể đi xuyên được con nước. Thế ok, này bị lỗi lập trình à? Hay là... What? Sao mình đi xuyên được con nước nhỉ? Hello? Mình thấy lạ rồi đấy. Hơi lạ thật đấy. Có một thời gian khi mà người dân bọn chị từng sống ở khu tàn tích bên dưới, nhưng vì ngập lụt, phần lớn bọn chị đã phải chuyển qua những nơi ở mới. Ngập lụt à? Phải, vùng đất này bị chia tách ra. Anh có biết thung lũng đã từng là một mảnh đất duy nhất không? Như giờ nó toàn là những hòn đảo ở sát với nhau mà ngày càng nhỏ dần. À, than đá, hay nồi súp cá. Mình có lấy cái gì ở đây không nhỉ? Hy vọng có một cái chai rỗng. Mình không bỏ lỡ cái gì cả. Kinh quá. Gì sâu câu cá. Theo cái xương ấy trông như một cái thảm đúng hơn. Không có vẻ gì mình ngủ được ở đây cả. Ok, ra ngoài nào. Ở đây là một khu bị ngập lụt. Nói chung là thế. Ở đây là chỗ mình vừa đi xuống mà. Ô gì kìa. Lô, chào bé con. Con bé con, 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 ok, cứ đi tiếp đi. Chào khiếu hào huyết cả. Hài hước gì cả. Mình phải làm gì tiếp ta? Người ta hỏi đi thì sẽ có một ngôi làng. Alula. Alula em đâu rồi? Em có nhìn thấy không? Alula. Mình nghĩ phát ra từ hướng đông nam. Bắc là trên này, đông là dưới này, trái là đâu, dưới là nam này, trái là tây này, phải là đông này. Ok, cứ như thế là được. Đông nam là hướng này. Chọn rồi. Này bạn gì đó ơi, bạn thấy một cô gái nhỏ tuổi không? Em mới thấp hơn bạn một chút. Và khoan, đó là mặt trời. Bạn là đần cứu tinh à? Phải. Ôi trời ơi, tôi xin lỗi là thiếu lễ độ. Ờ không sao đâu, mang tìm kiếm ai à? Là em gái của tôi, em ấy đã mất tích 3 ngày nay rồi. Tôi đã tìm kiếm khắp nơi nhưng bạn ấy như thế nào? Thưa bạn một chút, tóc dài màu xanh, có 2 cọng lông vũ màu xanh ở trên đầu. Tôi xin lỗi, tôi chưa thấy một ai như thế. Lần cuối bạn thấy bạn ấy là khi nào? Ở dưới khu tàn tích. Em ấy nói là em đã tới khu rừng, nên thế nên tôi đang đứng đợi ở đây. Tôi không biết nơi nào để tìm nữa. Bạn ấy từng ngôi làng à? Không, tôi không nhớ vì sao. Nhưng bà tôi đã rời khỏi ngôi làng từ khi chúng tôi còn rất nhỏ. Kể từ đó chúng tôi sống ở khu tàn tích. Bây giờ chỉ còn nỗi Alula và tôi thôi. Tôi không thể đánh mất luôn cả em ấy. Alula tất cả với tôi không thể đánh mất em ấy được. Rồi bây giờ mình lại có một cái mini quest mà mình lại phải giúp nó.
giúp cái thằng bệnh này. Tại sao nó, mình cứ có cảm giác là có gì, sao lại như thế gì ấy, lỡ vào chạm dễ cây rồi. Cá khổng lồ. Chào em. Mặt trời, bạn chính là được cứu tinh đúng không? Bạn trên này do tòa tháp phải không? Phải. Bạn có thể tới khu cư trú thông qua lối đi này. Như trước tên bảo ký vào cuộn giấy này. Được thôi. Bạn có bút không? Không, tôi là mất rồi. Có lẽ bạn nên đi tìm một cái bút khác ở xung quanh không đúng. Ok, mày đùa tao đây à? Quên đây, mình không nghĩ là có cái bút nào nữa. Đây à? Cái gì? Chào. Xin chào con người. Xin lỗi là khu tàn tích đã bị lập rụt. Đã bị ngập lụt ở đường một phần. Đây chúng ta không nên ở đây à? Không có sự nguy hiểm tức khắc nào. Nhưng nghe quay quẩn ở đây quá lâu không phải một ý hay. Ok, bên này không có gì. Bên này bị chặn bởi cây. Mình không hiểu sao lại bị chặn. Ui giời ơi, giật cả mình. Cái ổ điện nó bật ra. Đây như ở mấy cung ấy. Mạch tính. Thôi xong rồi, lại có điều gì không ổn. Ok. Cái màn hình của mình nó chuyển sang hết thành màu đen rồi. Xin chào lần nữa IVN. Có vẻ tôi phải giúp bạn một lần nữa rồi. Nếu không thì Nico sẽ không thể đi tiếp được. Giờ này thì bạn cần tìm nó rơi màu và nơi bạn có thể truy cập một cách dễ dàng nhất. Chỗ nào? Bạn có thấy nó không? Mình đoán là ở đây à? Không. Đó, chỗ dễ dàng nhất á. Dễ nhất ở đâu nữa? Không. Tôi biết là không hẳn là vị trí thông minh rồi. Nhưng mà không có khăn gì đâu. Cứ việc lùi lọt một chút bạn không lỡ mất nào đâu. Nó ở đâu ta? Bắt đợi mình tí. Hình như là nó ở đây à? không biết cái này nghĩa là cái gì nhá. Nhưng mà vẫn chưa tìm hiểu ra được à? Bạn nhớ tài liệu đúng không? Đây nó có thể nó còn rõ ràng hơn nữa. Nên là nơi dễ truy cập nhất trong máy tính của bạn. Tại sao lại máy tính của mình nhỉ? Cái game này hack được máy tính của mình à? Tại sao mình lại down nó về nhỉ? Ok, lại lục cái đống document nào. Vì chúa thôi. Nên là nó dễ tìm kiếm nhất cái máy tính của bạn á. Nên nào ta? Ở ngay trên màn hình á. Nhưng mà ở ngay trên màn hình thì nó ở đâu được? Thì đó là chỉ có ở đấy thôi nhưng mà nó chỉ có mỗi cái đống hình ảnh này sao mình hiểu được. Game. Ngoài ra hiệu lực chỉ trong tạm thời. Nó sẽ bị mất khi nào bạn không cần đến nó nữa. Mình biết đó là cái gì rồi nhưng mà nó trên màn hình nhưng mà nó giúp mình ở đâu được chứ. Quá. Ok, tạm thời mình cứ hiểu là nó có cái hình này đó. Chắc là mình lại phải ghép vào cái mảnh giải đố rồi. Mình đoán là nó sẽ cần thiết ở nơi ở đó. Hóa ra nó bị che bởi cái game này. Hai đứa trẻ giống gần đây. Mình cũng đoán ngay từ đầu nó bị che bởi game này rồi nhưng mà nơi đi vi chạm bởi những cục gạch. Không nhảy qua được gà. Sao mình chạy ra ngoài rồi. Nghe này mình khó chịu quá. What the fuck? Cứu. Tôi không thể tin được. Bạn có thật. Cô gì đó ơi. Cô có ổn không vậy? Không. Chúng ta nên mau tới ngôi làng có thể bỏ xe. Không sao đâu. Không sao đâu. Đã quá chê với tôi rồi. Nhưng mặt trời. Tôi chưa nhìn thấy nó. Tôi chưa cảm nhận nó từ rất lâu rồi. Đừng cứu tinh đi. Bạn không thấy phiền. Bạn để cho tôi một mặt trời một lúc được không? Em. Có như vậy sao cũng phải hơn một chút chứ. Không. Nó sẽ không cứu sống tôi.
Tôi chỉ muốn cảm nhận một lần mặt trời lần cuối trước khi như vậy có quá ích kỷ đối với bạn không? Mình muốn sếp, nhưng cái lúc như này mình cực kỳ muốn sếp luôn ý. Tại vì bạn nhìn này, một đống cái dây gai xung quanh này, mình đưa cho nó giật một mình thì mình có mà nghỉ game à? Mình làm gì bây giờ mọi người? Nếu mình 99% là mình đưa cho nó xong là mình sẽ mất cái quả cầu này, bởi vì cái đống này tấn công mình, nhưng cứ đưa đi nào. Đây. Ấm quá, tôi gần như quên mất, nó thật sự rất là ấm áp. Về tốt mà phải không? Làm gì cái rút đi ngay, chứ không còn sợ hãi nữa. Rồi. Nó là mặt trời, chúng ta có thể để nó lại cho cô ấy. Hả? Tại sao? Phải để ở đây cho nó, hay là để ở đây rồi rễ cây ở trên kia rút đi à? À, đó là ít nhất là những cái gì mình hy vọng, nhưng mà nhìn mọi thứ tối đi này mình không quen. Ở bên này có gì không? Không. Ở sao bên này ra bên ngoài rồi? Mê cung thật đấy à? Wow, đây là đâu vậy? Bè. Chào nhóc, tôi đây trao đổi à? Trao đổi phải. Các món đồ này muốn bỏ đi không? Cứ là cho anh mà anh sẽ trả em một thứ ở đó thay thế. Chúng ta thứ nào như thế không bán viên? Sổ kỳ lạ. Khoan đã, trao đổi thế này á? Bà không biết nó viết gì chưa à? Không trao đổi cái này đi. Mình không nghĩ mình nên trao đổi thế này. Ok. Không có trao thứ tốt nhất để chúng ồ. Nhưng một lần ông lại đổi với anh một thứ thì phát nhạc. Anh không biết gọi nó như thế nào nhưng phải lên đây có cót mới phát nhạc được. Hôm nhạc à? Đúng vậy. Anh là ông ấy mau sớm trở lại đây. Rất lâu rồi anh vẫn chưa nhìn thấy ông ấy. Anh giờ muốn trao đổi nhiều hơn với ông ấy. Mình không nghĩ mình trao đổi thế này. Mình không hiểu. Khó hiểu nhờ. Thứ đoạn trở đi mình bắt đầu thấy không hiểu cái gì rồi đấy. Sao giờ mình chạy tận chỗ này này? Nhưng mà do mình chạy quá nhanh nên mình bỏ lỡ gì đó rất là nhiều đấy. Mình cảm giác mình bỏ lỡ cái gì đó rất là nhiều. Và điều này không tốt thì chỉ nào cả. Bởi vì bỏ lỡ là mất đi. Vậy em phải giúp anh chăn được kiểu này không? Em thử một phần điều gì trong đấy anh hứa. Được. Chỉ lắm, ở phía nam có một mảnh đất nhỏ nữa có đăng ký của anh. Tất cả những con kỳ đang đứng ở vị trí không phù hợp phải di chuyển chúng đến nơi tốt hơn. Nếu mắc kẹt chuyển dung chung mà chúng tôi chạy trở lại bên kia đầu, sống may mắn. Ok, thế tức là... Đây, xuống đây à? Đây là một cái giải đố. Mình cũng đoán thế. Nếu thế, cái này phải lên đây. Xong rồi, mình ngu rồi. Ngu rồi, Đức ơi. Chết rồi. Thôi, rung chuông. Đầu tiên là con kiều này phải xuống đây này, nó bắt buộc rồi này. Con kiều này sang đây 2 bước rồi, cũng là bắt buộc rồi này. Con này sang đây rồi này. Đây, chỉ cần con này sang đây thôi. Mình sẽ phải đẩy con này xuống đây. Nó đây đều bắt buộc nốt. Rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đẩy con này qua đây. Rồi. Rồi đẩy con này lên đây. Rồi, ngon rồi. Con này qua đây rồi. Mình quá đỉnh cao. Bè 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 bè. Bạn đã phục vụ cho tôi tất cả loài kiều, vì thế hãy nhận tấm len này làm phần thưởng. Cảm ơn. Yay. Nó là đơn giản nhỉ. Không hack não các giải đố. Có cái gì nữa không? Với trong rất khẩn nhiệm mạnh khí mặt trời. Chúng ta hấp nhận nguồn sản cho tôi quay bắt đầu. Làm ra đường cứu tinh mà phải nhanh chân lên. Tôi cố hết sức. Tức là game này không có bi quỷ kế gì cả. Nó chỉ đơn thuần là len này sẽ qua chỗ thằng kia đổi cái gì đó à, mình đoán thế. Có hơi vô dụng. Em nghe em có món đồ muốn trao đổi. Em lấy vải len phải không? Chúng nó đổi được cái gì vậy? Vải len à? Với nhóm sẽ được. Một cái chai thì đẹp quá chứa. Ra có chứa gì cũng không biết. Một loại thuốc nhuộm trăng. Đây được không? Không. Hôm nay bạn muốn thương lượng à? Thật chứ? Ừ được thôi. Nói rằng họ muốn thứ tốt hơn. Chết cha. Cuối mất anh đang trao đổi mua bán với vị chúa ở đây. Why not chứ? Thôi được rồi. Nếu như thế anh sẽ cho em luôn cái áo thun sành điệu này. Không chấp nhận. Vậy thôi, quay lại nhau điều này đâu nhá. Wow, ở đây có một đống đồ luôn. Mảnh kính tở hữu thiết. Chai tinh dưỡng gì tinh dưỡng.
Ơi, nhiều quá nhỉ. Không. Ok, mình đồng cái áo. Kết hai thứ này với nhau à? Mình đồng cái áo thun kỳ lạ. Tôi chân là kiểu tôi chỉ nhận được áo thun tệ hại này. Okay. Trong này gì không? Một áo choàng là nó sẽ ngăn nắp. Đây cứ như ở nơi ở trưởng làng ấy. Cây gậy trông như cây gậy vũ hoàng đạo cầm theo. Một cầu chết lại cho đúng như hồ phách. Bỏ qua đường này đi. Chúng ta sẽ đi tiếp. Mình cũng không hiểu mình tại sao mình chạy ra được chỗ này nữa. Lũ lụt có thể cuốn trôi mảnh ruộng chúng tôi nhưng nó không thể cuốn trôi cá của chúng tôi được. Tức là mình nghĩ là mình hết việc làm ở đây rồi đấy. Lại quay trở lại chỗ ai ấy. Hết việc rồi. Chạy lên trên nào. Đó, đợi tí. Qua bên này là bên này là máy tính. Đúng rồi. Thế không mình phải đi đâu nhỉ? Có chỗ nào mình bỏ qua không? Không chỗ nào bỏ qua cả. Mình cảm giác mình đi sai hướng nãy giờ ấy. Đi xuống đây xem nào. À đây rồi. Cái này là ba trên ba này ba cái kê. Tức là đây. Đây. Rồi. Đấy, như thế. Như thế này, như thế này, như thế này, rồi sao nữa nhỉ? Quên rồi. Một cái ở giữa nữa, sao ra một cái ở giữa được nhỉ? Này, cái này. Cái này. Rồi, chuẩn rồi. Hello. Bạn đã cứu tớ. Cảm ơn. Tớ đây mắc kẹt trong đó khá lâu rồi. Bạn là Alula. Bạn biết tên của tớ à? Wow, đừng cứu tinh đúng là biết mọi thứ nhỉ. Thực ra thì tớ vừa gặp anh trai của bạn. Ô, phải rồi. Trời, Camlamus không phải là phải lo lắng lắm. Bạn thể dẫn tớ đến với anh ấy không? Được thôi. Bạn đã làm theo, bạn biết tớ là đường cứu tinh. Tớ đâu đâm theo mặt trời. Đôi mắt của bạn. Hả? Chúng là tớ nhìn, là tớ nhiều tớ mặt trời. Ồ, nó là lý do bạn đừng cứu tinh, phải không? Ừ, tớ có rất nhiều người ở thế giới của tớ có đôi mắt như thế này. Thế giới của bạn. Phải, bạn biết đây, tớ đến từ một thế giới khác. Đó là nơi mặt trời trên cao, chứ không phải mặt trời ở trong tòa tháp. Bạn cũng thích thế giới này chứ? Tớ, phải, tớ rất thích. Yay, Calamus nói rằng thế giới này ngày càng trở nên nguy hiểm hơn. Nhưng thế cũng không sao, bạn đã ở đây rồi. Bạn có thể khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Phải. Không, chỉ nơi bị nhốt thôi. Tức là lúc đầu mình phải đến đây trước, xong mình phải đến cái chỗ máy tính kia. Rồi mình mới hiểu mọi thứ. Hóa ra là vậy. Ra là vậy. Thì ra là như thế. Bây giờ mình hiểu rồi. Bây giờ mình lại để quên mặt trời chỗ kia rồi. Vui quá. Mà nhất đây không còn dễ nữa. Không thể ngủ lúc này, bọn em phải ra alo rồi gặp anh của bạn đấy. Ok. Fine. Mình lại bỏ quên mặt trời chỗ kia rồi. Mình không nhớ đường xuống chỗ đấy luôn ý. Xin chào. Alua, em vẫn ổn. Tạ ơn trời. Em bị mắc kẹt ở trong bên trong căn phòng, trông nó rất là đáng sợ. Nhưng sau đó đừng cứu tinh đã cứu em ra. Bị mắc kẹt trong khu tàn tích à? Phải. Ở trước cửa thứ kỳ lạ đó. Anh biết đấy. Mấy cái ấu vuông mà chúng ta đôi khi nhìn thấy ngoài biển đấy. Vậy thứ mà anh bảo em tránh xa ra ấy. Cái gì? Nó đã lan ra tới khu tàn tích à? Như vậy không tốt chút nào. Anh đừng lo, em đâu có đụng vào nó. Em không bị đau gì đâu. Mặc dù vậy thì nó càng ngày càng tệ hơn. Có thể chúng ta sẽ phải đi tìm nơi khác để sống thôi. Chính xác gì cái thứ vu vuông đó là gì vậy? Tồi tệ. Bất cứ gì chạm vào nó đều bị cứ như là rối loạn hết. Bất khi nào bạn nghe nói rằng thế giới đang tan rã,
Ý họ là những đồ vuông đỏ đấy. Hiển nhiên bạn cũng không nên chạm vào nó. Được. Giờ thì thực sự rất cảm ơn bạn đã cứu thoát em gái tôi, đừng cứu tinh. Gọi tớ là Nico. Ôi trời, khi vậy có thua lỗ quá không? Hả? Sao lại thua lỗ chứ? Ý tớ là tớ cũng chỉ là trẻ con như các bạn thôi mà. À, vậy bạn muốn tới thăm ngôi nhà của bọn tớ không? Nico, có. Yay, đi thôi nào. Thì cứ đi thôi. Nhưng mà mình vẫn để quên mặt trời chỗ kia. Thôi thôi xong, hôm nay chúng ta phải qua những cục gạch này. Nghiêm túc đó hả? Đà nó đi. Tớ đi trước đây. Tớ sự không hề nghĩ tới việc đó. Nếu sống đủ lâu ở đây thì bạn sẽ quen với đống đổ nát này thôi. Đi thôi, nhà rồi tớ không cách xa lắm đâu. Xe đây à? Xin chào mừng tới ngôi nhà của bọn tớ. Tớ biết nó không có gì nhiều nhưng cứ tự nhiên như ở nhà nhé. À đây rồi. Đây bọn tớ muốn cậu giữ lấy thứ này. Mình đoán là cái bút à? Không, nên là một cái lông vũ. À lông vũ có thể chấm vào mực để thành bút mà. Ô lông vũ kìa, nó phát ra một sáng màu vàng. Đấy cọng lông vũ thần của nhà tiên tri quá cố. Ồ, phải. Bà ấy là một cụ già mà ba bọn tớ vẫn từng quen. Những cọng lông của bà ấy tỏa sáng cho đêm tối và bà ấy có thể tiên đoán tương lai. Hay thế. Tại như vậy, bà ấy đưa một cọng lông của bà cho ba bọn tớ trước khi bà ấy qua đời. Ba bọn tớ một thứ là vật gia truyền nhưng tớ thấy bạn nên giữ lấy nó thì có vẻ phù hợp hơn. Bạn chắc chứ? Chắc chắn 100%. Tớ nghĩ rằng đó là điều ba tớ muốn. Cảm ơn. Tớ rất khi vừa quay trở về nhà. Ồ, ngoài ra chuyện gì xảy ra mặt trời vậy? Đã cho một người trong khu nhà tích mượn một chút. Cô ấy nói một cảm nhận nhiệt mặt trời trước khi. Ồ, bạn là tới Mây đúng không? Đó thì cô ấy à? Cô ấy là một nữ thần cây rất là mạnh mẽ. Cô ấy từng bảo vệ cho khu thung lũng. Nhưng trước khi mặt trời bị mất, sức khỏe cô ấy ngày càng suy giảm. Ồ, giống như bạn thì cô ấy tiếp lúc. Tôi nghĩ chúng ta quá trễ cứu cô ấy. Tớ biết. Nhưng tớ mừng vì cô ấy thấy mặt trời một lần nữa. Rồi, nếu kết thúc tập này tại đây. Hẹn gặp lại bạn ở tập khác của One Shot. Bye bye.